tại thành phố Phú Quốc, Hiệp hội tàu cá tỉnh Kiên Giang đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước sát khuẩn cho Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại diện lãnh đạo vùng Nam Hải quân cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ của Hiệp hội tàu cá tỉnh Kiên Giang, đồng thời cho biết từ đầu tháng 5 Vùng đã điều 4 tàu với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tăng cường cho bộ đội biên phòng các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu để tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép trên vùng biển Tây Nam. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tích cực tuyên truyền pháp luật, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người dân, từ đó huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào nước ta.